hành trình trở thành ông hoàng phim võ thuật châu Á. Thành Long được xem là ngôi sao phim võ thuật thành công hàng đầu điện ảnh châu Á, tài tử làm chủ nhiều công ty sản xuất phim, có quyền lực trong làng giải trí châu Á và thế giới. Dù không học hết tiểu học, anh vẫn được nhiều trường đại học lớn trao tặng những danh hiệu, hiệu trưởng danh dự, tiến sĩ danh dự. Để có được quyền lực, địa vị như ngày hôm nay, nam diễn viên đã trải qua cơn mỹ cực từ tuổi thơ khốn khó khi sinh ra trong gia đình nghèo và từng suýt bị bố mẹ bán đi. Suýt bị đem bán. Năm 1954, một cậu bé có gương mặt kháu khỉnh chào đời trong một gia đình nghèo và phức tạp. Ca sinh khó khiến bác sĩ phải phẫu thuật để cứu hai mẹ con, nhưng gia đình khi đó quá khó khăn, tình thế thê thảm đến nỗi đứa bé sơ sinh suýt bị đem bán để lấy tiền trả cho bệnh viện. Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình, bác sĩ phẫu thuật khi đó đã không lấy tiền của gia đình. Cậu bé Trần Cảm Sinh, tên khai sinh của Thành Long, may mắn được trở về sống bên bố mẹ. Khi còn rất nhỏ, mỗi buổi sáng, cha Thành Long thường đánh thức con trai dậy rất sớm để cùng nhau tập kung fu, vì tin rằng việc học kung fu sẽ giúp con trai hình thành đức tính kiên nhẫn, sức mạnh và lòng can đảm. Ngôi sao võ thuật hàng đầu chưa tốt nghiệp nổi tiểu học. Vì bố mẹ đều thuộc tầng lớp lao động ít học, vì thế họ rất coi trọng việc học văn hóa của con. Trái với mong muốn của bố mẹ, Thành Long ham chơi hơn ham học, cũng như nhiều cậu bé khác. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được sự quan trọng của học tập và không cưỡng lại được sự cám dỗ ở nơi xóm nghèo. Xung quanh toàn là những người thất học, cậu bé suốt ngày cùng đám bạn trèo cây, leo tường đánh nhau. Thành Long như chú khỉ con lanh lợi, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Trên lớp, Thành Long hết làm mặt hề mặt quỷ tới ném đạn giấy bị thầy cô phê bình. Về nhà, Thành Long không giả đau giả ốm thì cũng ngáp ngắn ngáp dài khi học bài. Vì thế, cậu bé Thành Long liên tục ở lại lớp. Đến giờ ngôi sao võ thuật hàng đầu vẫn chưa học hết tiểu học. Từ cậu bé ngỗ nghịch đến võ sư 17 tuổi. Từ nhỏ, Thành Long đã rất đam mê võ thuật và hiếu động. Chính vì thế, anh còn được bố mẹ đặt cho một biệt danh khá nổ là Pháo Pháo. Trong khu lãnh sự quán Thái Bình Sơn mà gia đình Thành Long sinh sống, có rất nhiều trẻ em ngoại quốc. Vóc dáng vượt trội, nhưng Pháo Pháo khi đó thường xuyên gây sự đánh nhau với chúng và tất nhiên thường xuyên chiến thắng. Lớn lên, Thành Long nhí còn nghịch ngợm hơn khi học lớp 1. Ngôi sao tương lai còn gây sự đánh nhau đến mức bị đình chỉ một năm. Mê võ thuật nhưng còn nhỏ và chưa có điều kiện tiếp xúc, nên ngày đó Thành Long chỉ có thể đắm chìm trong các bộ phim võ thuật của những ngôi sao võ hiệp sáng giá như Hoắc Đạt Hoa, Vu Tống Thu. Cậu bé Thành Long lúc ấy sùng bái hai diễn viên này và muốn được thành công như họ. Dần dần, Thành Long nghĩ đến chuyện lên núi học võ. Cậu được ước thấy, Pháo Pháo được cha gửi vào học ở Học viện Kinh dịch Trung Quốc, một nơi chuyên đào tạo diễn viên võ thuật. Vào năm lên 7, Thành Long được bố đưa tới gặp võ sư Vu Chiêm Nguyên, đồng thời là cha của ngôi sao Vu Tố Thu. Ban đầu, cha Thành Long đưa con đến, cốt để dọa, nếu cậu không học hành thì sẽ cho đến đây chịu khổ. Tuy nhiên, cậu bé lại ngưỡng mộ các bạn vì cho rằng ngôi trường là thiên đường, không có sách vở, không có thầy cô, lại được chơi, được đánh đấm. Cậu năn nỉ bố cho cạo trọc đầu ở lại học võ. Ở trường của võ sư Vu Chiêm Nguyên, học trò phải cam kết rèn luyện ít nhất 5 năm. Nghĩ đến cậu con trai nghịch ngợm, khó dạy dỗ, cha của Thành Long ký thỏa thuận để cậu luyện võ diễn kịch 10 năm. Sư phụ Vu Chiêm Nguyên dạy học trò theo lối cũ, quản lý ngặt nghèo và dùng roi vọt nếu như không vâng lời chăm chỉ luyện tập. Tất nhiên, Thành Long phải chịu trận vô số lần và phải khóc thút thít trong đêm vì tính mê chơi tinh nghịch của mình. Cậu vô số lần bầm dập vì luyện tập hay những trận đòn của thầy. Vượt qua khó khăn ban đầu, Thành Long dần trở thành một trong những võ sinh giỏi nhất học viện. Đến năm 17 tuổi, Thành Long tốt nghiệp khóa đào tạo của thầy Vu Chiêm Nguyên để chính thức thành võ sư. Đóng phim cấp 3 năm 19 tuổi. Năm 17 tuổi, Thành Long tốt nghiệp. Vào thời gian đó, nhạc kịch Trung Quốc lâm vào sa sút, anh phải đi tìm việc khác, nhưng trường cũ ít dạy học viên về chữ nghĩa. Điều đó có nghĩa họ cũng khó làm bàn giấy. Họ chỉ có thể làm các công việc chân tay, cần đến sức khỏe hay phù hợp nhất là làm diễn viên đóng thế. Thành Long cũng quyết định trở thành diễn viên đóng thế. Thời gian mới vào nghề, Thành Long đóng các vai không tên hay làm diễn viên đóng thế cho phim của hãng Thiệu Thị Huỳnh Đệ với nghệ danh Trần Nguyên Long. Đóng thế là một công việc cực nhọc và thậm chí là tủi nhục, vì diễn viên phải thể hiện những cảnh khó nhất nhưng không ai biết đến họ cả. Tôi rất rất nghèo, Thành Long chia sẻ trước một cuộc phỏng vấn. Quá túng quẫn, chàng diễn viên trẻ liều mình nhận lời đóng một bộ phim cấp 3 năm 19 tuổi. Trong phim, anh có hai cảnh quan hệ giường chiếu với nữ diễn viên. Nhắc lại bộ phim, Thành Long không né tránh, anh điềm tĩnh trả lời, tôi cần tiền, tôi phải làm bất kỳ điều gì để kiếm sống vào thời điểm đó. Duyên nợ với huyền thoại Lý Tiểu Long. Để được để mắt tới, Thành Long luôn lăn xả, liều lĩnh trước những pha hành động. Trong phim Tình Võ Môn do Lý Tiểu Long đóng chính, Thành Long vào vai một samurai Nhật Bản bị Lý Tiểu Long đánh tơi bời. Lúc này, chàng trai chỉ xuất hiện loáng thoáng trong một số hàng chục diễn viên đóng thế khác. Ở cuối Tình Võ Môn, Thành Long đóng thế diễn viên chính trong cảnh ông này bị trần chân do Lý Tiểu Long vào vai đá bay xuyên qua tường. Sang năm 1973, Thành Long lại xuất hiện chớp nhoáng trong cảnh đánh đấm cùng Lý Tiểu Long ở trong Long Tranh Hổ Đấu.
Dù bị Tiểu Long sơ ý đánh đau, đây vẫn là kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc đời Thành Long. Nam diễn viên từng chia sẻ trên chương trình truyền hình Better Revere, câu chuyện tuyệt vời nhất của Canada rằng: "Khi còn trẻ, tôi có đóng cảnh đối đầu với Lý Tiểu Long trong Long Tranh Hồi Đấu. Lúc đó tôi quay lưng về phía ống kính. Nhiệm vụ của tôi là xông về phía Lý Tiểu Long và anh ấy đã ra tay. Bỗng dưng tôi hoa mắt vì gậy của anh ấy đập vào đầu. Lý Tiểu Long không tỏ thái độ gì, tiếp tục diễn cho tới khi đạo diễn hô dừng. Sau đó Lý Tiểu Long quăng gậy rồi chạy về phía tôi, đỡ tôi dậy và nói xin lỗi. Thực ra lúc đó tôi không đau nữa vì bấy giờ còn trẻ, khỏe, cường tráng lắm. Nhưng khoảnh khắc đó không biết vì lý do gì tôi giả vờ mình rất đau. Tôi chỉ muốn Lý Tiểu Long ôm tôi càng lâu càng tốt. Những năm tháng trai tráng đó, nhờ nhanh nhẹn lại dám dấn thân, các đạo diễn đều vui vẻ mời Thành Long đóng thế hoặc làm diễn viên quần chúng. Trước mỗi cảnh quay hành động khó, nhiều đạo diễn nhớ tới Trần Nguyên Long. Tột đỉnh vinh quang. Năm 1975, Thành Long ký hợp đồng với công ty điện ảnh, bắt đầu được đóng chính. Những bộ phim đầu của anh bị thất bại về doanh thu phòng vé. Đến cuối thập niên 1970, anh nếm hương vị thành công với các phim Túy Quyền, Tiếu Quyền Quái Chiêu, Xa Hình Điêu Thủ. Và những năm 1980, Thành Long ra mắt một loạt phim Long Huynh Hổ Đệ, Kế Hoạch A, Phi Long Mãnh Tướng, Câu Chuyện Cảnh Sát. Tất cả đều được đón nhận nồng nhiệt. Đỉnh điểm nhất là năm 1982, Thành Long chập chững bước chân vào thị trường Hollywood. Tuy nhiên, sản phẩm điện ảnh đầu tiên không mang lại kết quả như ý. Mãi đến 12 năm sau, với tác phẩm Đại Náo Khu Phố Bronx hay Rumble in Tuberos và loạt phim Giờ Cao Điểm, tên tuổi Thành Long mới được nâng tầm quốc tế. Sau đó, Thành Long cùng Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát hợp thành bộ ba Song Châu Nhất Thành, lừng lẫy của làng phim Hồng Kông bởi cái tính điện ảnh riêng biệt, đặc sắc mà trong đó ngôi sao Giờ Cao Điểm được thế giới biết đến rộng rãi hơn cả. Để đạt được danh xưng những ngôi sao hành động vĩ đại nhất mọi thời đại, Thành Long phải trả giá bằng nhiều lần vào sinh ra tử, liều mạng trong các cảnh quay hành động. Khả năng thực chiến của Thành Long có thể không quá ưu việt, nhưng sự liều mạng, lì lợm của anh thì chắc chắn không thua kém đấu sĩ nào. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Thành Long đã gặp vô số chấn thương nặng nhẹ khác nhau vì tự mình tham gia các cảnh quay võ thuật mà không nhiều diễn viên đóng thế. Nhiều khi anh bị đá vào mắt khi đóng Túy Quyền năm 1978, bị đá gãy răng và bị kiếm chém vào tay rách rất sâu khi đóng Xà Hình Điêu Thủ, vỡ sống mũi trong phim Sư Đệ Xuất Mã. Năm 1983, siêu sao Hồng Kông thêm một lần nữa vỡ sống mũi, chấn thương xương cổ khi đóng phim Kế Hoạch A, chấn thương cột sống và xương chậu khi diễn xuất trong phim Câu Chuyện Cảnh Sát năm 1985, rơi từ trên cao xuống đất và xuất huyết não khi tham gia phim Long Huynh Hổ Đệ năm 1986. Sau đó, thính lực của anh giảm còn 20% ở tay phải. Khi đóng phần 2 phim này năm 1990, anh lại chấn thương đầu. Đó chỉ là một phần trong số những lần bị thương của Thành Long. Thương tích đầy mình, song anh chưa bao giờ chùn bước và luôn muốn đến phim trường, liên tục thử thách bản thân với những đỉnh cao mới. Thập niên 1970-80, vì kỹ xảo điện ảnh chưa phát triển, rất nhiều cảnh quay nguy hiểm, diễn viên phải làm thật. Thành Long thừa nhận rằng kỹ xảo của Trung Quốc không bằng của nước ngoài, vì thế chỉ còn cách dùng nắm đấm mạnh nhất, những pha hành động liều mình nhất để đấu với phim nước ngoài. Và đấy cũng là cách ngu ngốc nhất để thắng phim của họ. Trải qua 10 năm rèn luyện trong lớp học võ, cùng hàng chục năm lan xả trên phim trường, anh được công nhận là một trong những ngôi sao hành động vĩ đại nhất mọi thời đại. Nam diễn viên từng nói, tôi không muốn là Lý Tiểu Long thứ hai, tôi muốn là Thành Long đầu tiên. Bằng ý chí, tài năng và cả sự liều mạng, anh đã làm được điều đó. Giải mã sự thật về võ công của Thành Long. Tốt nghiệp học viện của thầy Vu Chiêm Nguyên, Thành Long khi đó đã tinh thông khá nhiều loại võ công, chủ yếu là võ thuật thiếu lâm. Nhưng với yêu cầu các cảnh quay võ thuật đa dạng lăn lộn, đấm đá đủ kiểu, Thành Long quyết định học thêm hiệp khí đạo là môn võ xuất xứ từ Trung Quốc, thiên về các đòn quật, bẻ khớp, quăng và khả năng dùng mọi thứ vũ khí cho phép để tự vệ khi bất khả kháng như dây thắt lưng, chìa khóa, gậy đi đường, dù tre. Điều đó là rất phù hợp để Thành Long sử dụng đóng phim. Khi luyện tập Hapkido, Thành Long đạt tới cấp độ đai đen. Sau này, Thành Long còn tập luyện sâu hơn về riêng Taekwondo và cũng đạt những thành tựu nhất định. Nhưng thực tế, khả năng đánh đấm của Thành Long không quá ưu việt và giống trên màn ảnh. Theo phân tích của một chuyên trang võ thuật, khả năng thực chiến của anh đứng đầu từ dưới lên trên trong danh sách các siêu sao phim hành động châu Á.